Bán áo kiếm tiền. Con về rồi đấy à? Vâng ạ. Sao trông con buồn quá vậy? Ở trường có chuyện gì à? Dạ, con không được chọn vào đội tuyển bóng rổ của trường bố ạ. Sao thế con trai? Kể cho bố nghe đi nào. Thầy giáo con nói con không đủ tiêu chuẩn ạ. Nhưng các bạn trong lớp nói con không được chọn vì con là người da màu bố ạ. Không hẳn như vậy đâu. Con đừng suy nghĩ quá nhiều về điều này. Thôi, con cất cặp đi rồi chuẩn bị ăn cơm nhé. Hôm nay mẹ nấu món con thích đấy. Vâng ạ. Con đang học bài à? Vâng ạ. Sao mấy hôm nay bố không thấy con chơi bóng nữa? Dạ con muốn chuyên tâm vào học để đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi sắp tới ạ. Con xem thử chiếc áo này đáng giá bao nhiêu tiền? Con nghĩ chiếc áo này chỉ đáng giá khoảng 1 đô la thôi ạ. Con có thể bán nó giúp bố với giá 2 đô la không? Sao ạ? 2 đô la? Con nghĩ chỉ có những kẻ ngốc mới mua cái áo cũ này với giá đó thôi bố ạ. Tại sao con không thử nhỉ? Con biết đấy, cuộc sống của chúng ta vô cùng khó khăn. Nếu con bán được chiếc áo này, sẽ giúp đỡ bố mẹ rất nhiều đấy. Vâng ạ, con sẽ thử. Nhưng con không chắc sẽ bán được nó đâu ạ. Cố lên con trai, bố tin là con sẽ làm được. Được áo rồi bố ơi. Khá lắm con trai. Con trai, con hãy bán chiếc áo này với giá 20 đô la giúp bố nhé. 20 đô la? Sao được ạ? Chiếc áo này chỉ đáng giá 2 đô la thôi thưa bố. Con thử suy nghĩ xem, bố tin là nhất định con sẽ tìm được cách bán nó với giá 20 đô la. Vâng ạ. Con sẽ cố thử xem sao. Xong rồi. Ôi đẹp quá, không hổ danh là sinh viên trường mỹ thuật. Nhất định em sẽ bán được nó với giá 20 đô la. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Mời các bạn mua áo. Chỉ 20 đô la. 20 đô la thôi ạ. Cậu chủ chắc chắn sẽ rất thích chiếc áo này. Cậu định bán chiếc áo này với giá bao nhiêu? Dạ, ông cho cháu xin 20 đô la ạ. Ta rất thích chiếc áo này, cậu cứ cầm hết số tiền này. Vâng, cháu cảm ơn ông nhiều ạ. Thưa bố, đây là tất cả tiền bán áo ạ. Đây là một khoản tiền lớn đối với gia đình chúng ta. Nó nhiều hơn cả tháng lương mà bố vất vả lắm mới kiếm được. Con đã làm rất tốt con trai. Con trai, con có thể bán chiếc áo này với giá 200 đô la giúp bố được không? Vâng thưa bố, con sẽ cố gắng bán nó cho bằng được. Một doanh nhân giàu có, hâm mộ diễn viên Farrah Fawcett đã trả 1.200 đô la cho chiếc áo đấy ạ. Giỏi lắm con trai, bố rất tự hào về con. Thế sau khi bán được 3 chiếc áo, con hiểu được điều gì nào? Dạ, sau khi bán được 3 chiếc áo, con hiểu rằng bố đang tìm cách để khích lệ con. Chỉ cần động não thì việc gì cũng có thể làm được ạ. Con nói không sai, nhưng đó không phải là mục đích ban đầu của bố. Bố muốn con hiểu rằng một chiếc áo cũ giá 1 đô la cũng có cách để nó trở nên đắt giá hơn. Vậy nên, chúng ta không có lý do gì để mất niềm tin vào cuộc sống, coi nhẹ bản thân. Dù chúng ta da đen, cuộc sống còn nghèo khó, cũng không thể ngăn cản mình bước về phía trước. Vì vậy, con hãy kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Bố tin là con sẽ làm được. Và
con hiểu rồi thưa bố. Con sẽ tiếp tục chơi bóng thật tốt và trong kỳ tuyển chọn năm tới, nhất định con sẽ được chọn vào đội tuyển của trường. Chiều đông ấm. Buổi chiều mùa đông. Cần giúp sao? Làm ơn giúp tôi với. Xe của tôi bị hỏng. Tôi đứng đây gần một tiếng rồi. Trời thì lạnh, lại sắp tối nữa. Vâng, để tôi kiểm tra xem thế nào. Rất may là đã có thời gian tôi làm ở cửa hàng sửa chữa ô tô. Hình như bánh xe bị thủng rồi chị à. Anh làm ơn giúp tôi với. Phía cốp xe có bánh dự phòng đó ạ. À, tôi chẳng biết làm thế nào cả. Chị dường như không phải là dân ở vùng này. Vâng, tôi chỉ tình cờ có việc qua đây thôi. Nơi này vắng vẻ và điều hiu quá anh nhỉ. Vâng. Anh đi bán rau à? Không, rau nhà tôi trồng. Tôi đi giao cho các nhà hàng ăn uống. Vậy là đã xong rồi đó chị. Cảm ơn anh nhé. Không có anh thì tôi không biết phải làm thế nào nữa. Không có gì đâu chị ơi. Chị về cẩn thận nhé. Cũng đã muộn rồi. Anh cho tôi gửi chút tiền công. Tôi giúp chị thôi, không nhận tiền của chị đâu. Chị cất đi. Xin anh cứ nhận, cho tôi đỡ áy náy. Anh đã giúp tôi rất nhiều mà. Không có gì đâu. Nếu chị thấy áy náy thì xin hãy giúp đỡ ai đó khi có thể ạ. À. Thế thì cảm ơn anh nha. Anh thật là một người tốt bụng. Mình cảm thấy hơi buồn ngủ. Có lẽ cần phải vào quán ven đường uống cốc trà nóng mới được. Bác ơi, cho cháu xin cốc trà nóng. Vâng. Bác đã chuẩn bị về rồi đó à? Vâng, cô ạ. À, trà của cô đây. Bác thường bán hàng đến mấy giờ vậy ạ? À? Thường là 7 giờ cô à. Cũng có khi là sớm hơn. Với lại dạo này trời rét rồi. Tôi già cả, chân tay hay tê cống lắm. Tuổi của bác đáng lẽ đã được nghỉ ngơi rồi, mà vẫn phải hàng ngày đi bán nước thế này sao? Thì cũng phải cố thôi cô à. Con trai của tôi nó cứ bắt tôi nghỉ ngơi, nhưng mà thấy nó vất vả, tôi cũng muốn đỡ đần nó một chút. Khổ thân thằng bé. Tôi hay ốm đau, vào viện suốt. Nó một thân một mình lo cho cả gia đình. Vợ còn chưa dám lấy đó. Bác ơi, cho cháu gửi tiền nước ạ. À? Ờ, của cô hết 3.000. Vâng, cháu gửi. Cháu chào bác. $500.000 à? Cháu biếu bác. Bác dọn hàng về sớm kẻo lạnh à? Ra là thế. Cảm ơn cô. Cô gái tốt bụng. Những cô con dâu. Đi, đi nào. Đi nào, đi.
Tại tôi ép nó làm quá sức mình à. Lẽ ra hôm nay phải cho nó nghỉ mới đúng. Thế này có chết không? Con trâu là đầu cơ nghiệp, bây giờ mà không có trâu cày, mấy hôm nữa mưa thì xuống cây làm sao được. Chắc phải mua một con thay thế nó thôi, không lỡ vụ thì khổ. Nhà anh Dũng còn mấy cây vàng, mình đành sang hỏi mượn mà mua thôi, chứ biết làm sao. Tôi nói mình nghe không đi. Thôi được, mình không đi thì để tôi đi. Liễu à, vào uống nước em. Em chào anh chị. Anh chị, em có chuyện muốn thưa với anh chị. Ừ, thím nói đi. Con trâu nhà em chẳng may nó lăn ra chết. Em sang nhờ anh chị cho vợ chồng em mượn ít tiền để mua con trâu khác. Giờ là cuối vụ rồi, nếu không nhanh thì không kịp xuống cây mất. Nhà chị dạo này bí lắm. Nhà còn 3 cây vàng, để anh đưa thím đi bán mà lấy tiền mua con trâu khác. Dạ, em cảm ơn anh. Đây, 3 cây vàng bán được 15 triệu, thím cầm lấy. Dạ, em cảm ơn anh. Vợ chồng em sẽ gom tiền gửi trả anh chị sao ạ? Ừ, cứ đi mua trâu đi đã. Cái gì cơ? Một chỉ là 3 triệu á? Dạ vâng, vàng đang sốt đấy chị ạ. Chị không lấy, mấy hôm nữa còn lên giá thì đừng tiếc. Thôi, tôi mua sao? Trầu béo tốt nhỉ? Chị đến chơi ạ? Mời chị vào nhà uống nước. Chú Thắng nè, ít bữa nữa chị có việc cần, chú thím cố gắng lo cho chị 3 cây vàng nhé. Dạ vâng, chúng em sẽ thu xếp. Thôi, chị sang cũng chỉ để báo cho chú thím chuẩn bị trước. Chị về nha. Dạ, thế chị về ạ. Chị sang hỏi gì thế anh? Chị sang bảo vợ chồng mình lo trả chị ấy 3 cây vàng. Vàng bây giờ 3 triệu một chỉ, 3 cây là 90 triệu. Hồi đó vợ chồng mình mượn có 15 triệu, thì tiền thời nay mất giá còn gì. Thế có mà chết, mượn tiền thì trả tiền chứ. Em phải sang nói chuyện với anh chị ấy mới được. Chị à, ngày trước em vay anh chị là em vay tiền. Chính tay anh Dũng đưa tiền cho em, nên em chỉ gửi anh chị 15 triệu thôi. Chị nói cho thím biết, anh chị cho chú thím vay 3 cây vàng thì chú thím phải trả anh chị vàng chứ. Em trả tiền là vô lý, chị không đồng ý. Em không cần biết, chính tay anh Dũng đưa cho em 15 triệu thì em chỉ gửi anh chị 15 triệu thôi. Chị không chấp nhận, em phải trả chị 3 cây vàng. Không, em chỉ gửi anh chị 15 triệu, chấm hết. Liễu, em cứ về đi, chuyện đó cứ để anh giải quyết. Dạ vâng, anh bảo chị đi, rõ ràng là anh đưa cho em 15 triệu. 15 triệu còn không có mà trả, lấy đâu 90 triệu đây? Em không thể chấp nhận được. Đây là 3 cây vàng anh đã chuộc lại một thời gian sau đó. 3 cây vàng này là ba mẹ để lại cho hai anh em phòng lúc gặp khó khăn. Bây giờ khó khăn qua rồi, em mang sang đưa cho chị. Anh em không cho nhau được thì thôi, ai lại ăn lãi làm gì. Vợ anh, chị ấy không có hiểu, để anh dạy dần. Còn em, có gì thì nói với anh, đừng nóng nảy, sồn sồn lên như thế. Chị em dâu tuy khác máu, nhưng sống với nhau cả đời. Anh mong hai chị em chín bỏ làm 10, giảm quà, đùm bọc lấy nhau em à. Dạ vâng, anh dạy em xin nghe. Mong anh chị bỏ qua cho em. Có gì đâu, anh chỉ mong gia đình ta hòa thuận, êm ấm. Tình cảm bao giờ cũng quý hơn tiền bạc mà. Chú ốc nhỏ bé.
Ốc Sên, cậu đi đâu đây? Tớ đang đi tìm cậu và Sóc để chơi đây. Mà Sóc đâu rồi nhỉ? Đây, tớ đây. Sóc đấy à, cậu nhanh thật đấy. Cả khỉ nữa, cứ thoát ẩn thoát hiện, nhanh nhẹn vô cùng. Ê trời ơi, chuyện đó còn phải nói nữa sao? Nào, chúng ta đi thôi. À, Ốc Sên, cậu bò thế thì đến bao giờ? Bám vào lưng tớ, tớ đưa cậu đi. Đúng đấy, cậu chậm chạp như thế thì đi được đến đâu chứ? Đúng là tớ rất chậm chạp. Cả khu rừng này ai cũng nhanh nhẹn trừ tớ. Sao ông trời lại bất công với tớ như thế chứ? Ốc Sên, tớ xin lỗi, tớ không có ý chê cậu đâu. Không, là tại tớ kém cỏi. Các cậu nói đúng mà, mọi người đều nói chậm như Sên đấy thôi. Mà tất cả cũng tại cái vỏ ốc nặng nề này. Vì nó mà tớ trở nên chậm chạp, không thể đi nhanh được. Nhưng cái vỏ ốc ấy cũng rất cứng, nó sẽ bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm mà. Đúng vậy, đúng vậy. Tớ không cần, tớ nghĩ ra cách rồi nè. Cách gì vậy Ốc Sên? Tớ quyết định sẽ bỏ cái vỏ ốc nặng nề trên thân mình đi. Đến lúc đó, tớ cũng sẽ trở nên vô cùng nhanh nhẹn cho mà xem. Ốc Sên, cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu không thể rời bỏ vỏ ốc được. Cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tớ mặc kệ, nguy hiểm cái gì chứ? Mấy em sâu cũng đâu cần có vỏ, có sao đâu. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ từ bỏ chiếc vỏ ốc nặng nề này. Các cậu đừng có cản tớ nữa. À, đừng mà, Ốc Sên. Cậu sẽ thế nào nếu không có lớp vỏ kiên cố này chứ? Các cậu thật là, tớ chỉ muốn nhẹ nhõm hơn, nhanh nhẹn hơn, sao không ai giúp đỡ? Đã thế tớ không còn các cậu nữa. Ôi cha, sao lại đau đớn mệt mỏi thế này? Trời ơi, nhìn mình xem, mình đã hoàn toàn tự do, không còn cái vỏ ốc nặng nề kia nữa rồi. La 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 la. Ôi, Ốc Sên, sao hôm nay trông cậu lạ quá vậy? Cậu đã từ bỏ cái vỏ của mình rồi ư? Ừ, vì nó nặng nề quá nên tớ đã bỏ đi rồi. Các cậu trông tớ có nhanh nhẹn hơn mọi hôm không? Nhanh lắm, nhanh lắm. Không khí mới dễ chịu làm sao. Biết thế này, mình đã từ bỏ cái vỏ ốc xấu xí, nặng nề ấy từ lâu rồi. Ơ, hả? Tự nhiên lại có con mồi ngon lành tự dẫn xác tới đây này. Ôi. Chạy đâu cho thoát chứ. Đau quá. Cứu với. Con khỉ chết tiệt. Tự nhiên là mình mất đi miếng mồi ngon. Cậu không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ? Khỉ con, tớ cảm ơn cậu đã cứu mạng tớ. Nếu như không có cậu, tớ đã bị mất mạng rồi. Trời ơi, cậu bị thương thế kia mà còn bảo không sao ư? Tớ đã nói mà cậu không nghe. Vỏ ốc của cậu có tác dụng bảo vệ những lúc cậu gặp nguy hiểm. Những lúc ấy cậu chỉ việc thu mình vào lớp vỏ ốc ấy, thế là an toàn thôi. Thế mà cậu lại... Giờ thì tớ đã hiểu tác dụng của cái vỏ ốc đó rồi. Cũng đã muộn rồi. Tớ đã từ bỏ cái vỏ ốc đó đi. Và giờ thì tớ sẽ chẳng bao giờ tìm được nó nữa. Cậu biết lỗi thế là tốt rồi. Được rồi, tớ và khỉ con sẽ cố gắng tìm lại chiếc vỏ ốc đó cho cậu. Và cậu phải nhớ, từ giờ không được coi thường chiếc vỏ ốc đó, nghe chưa? Thật vậy sao? Các cậu sẽ đi tìm chiếc vỏ ốc ấy cho tớ ư? Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Không có gì, chúng ta là bạn tốt của nhau mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.